Bạch Kính Đình và Mã Từ Thuần lần đầu làm chuyện ấy, Dương Dương bị fan gọi tên. Mới đây, mạng xã hội đang vô cùng xôn xao với nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Bạch Kính Đình và hashtag này đang lọt top hot search Weibo. Cuối cùng, Bạch Kính Đình cũng có nụ hôn màn ảnh đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất sau 7 năm tham gia giới showbiz. Sau sự việc lần này, cho thấy hình tượng của nam diễn viên Bạch Kính Đình và bộ phim Em là Thành Trì Doanh Lũy của anh đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Trong preview tập tối của phim Em là Thành Trì Doanh Lũy của anh, mới đây tiết lộ cảnh hình khắc lũy gặp tai nạn trong khi đi cứu dân trong trận động đất và bác sĩ Mễ Kha đã trao nụ hôn hô hấp nhân tạo cho hình khắc lũy trong hoàn cảnh giữa sự sống và cái chết. Đằng sau phân cảnh vô cùng cảm động đó lại là một câu chuyện không biết vui hay buồn vì đó là nụ hôn màn ảnh của Bạch Kính Đình trong suốt 7 năm vào nghề. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên họ Bạch có nụ hôn màn ảnh nhưng lại chéo nghe thay, lại diễn ra trong hoàn cảnh và tình trạng không mấy lãng mạn và không như mong đợi của khán giả. Cho nên nhiều khán giả đã để lại bình luận với mong muốn nụ hôn lần sau của anh chàng với bạn diễn sẽ diễn ra tại một nơi thật lãng mạn và ngọt ngào. Phản ứng của cư dân mạng: nhưng nụ hôn đầu tiên của Bạch Kính Đình lại là hô hấp nhân tạo. Cậu ấy đóng phim thần tượng lâu như vậy mà chưa có cảnh hôn nào thật ấy hả? Hình đội trưởng rũ nụ hôn đầu bao năm vậy mà lại bị cướp mất chứ không phải được chủ động mới đau chứ. Vậy là Mã Tư Thuần đã lấy đi hai nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Nhược Bạch với Sơ Nguyên rồi. Bình thường là nam hay si tình á? Ha ha ha, anh thật có tiền đồ nha, thật không ngờ nổi luôn nha. 30 tuổi vẫn còn chinh môi, thật xấu hổ quá đi. Mã Tư Thuần thật hạnh phúc, có được nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cả Dương Dương và Bạch Kính Đình. Ngoài ra, Mã Tư Thuần không chỉ được hưởng nụ hôn đầu của Bạch Kính Đình trên màn ảnh nhỏ, mà còn có cả Dương Dương. Trong lần hợp tác trong bộ phim Tay Trái, Mã Tư Thuần cũng đã có nụ hôn đầy ngọt ngào với Dương Dương. Bạch Kính Đình sinh năm 1993 tại Bắc Kinh. Năm 2014, anh chính thức gia nhập làng giải trí Hoa ngữ với bộ phim Năm Tháng Vội Vã và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Nam diễn viên ghi dấu trong lòng người hâm mộ với hình ảnh chàng trai ấm áp, hiền lành. Trước giờ Bạch Kính Đình có dáng vẻ nho nhã, nhưng khi đóng những nhân vật mạnh mẽ, anh lại tỏa ra thần thái nam tính như trong Thiếu Nữ Toàn Phong chẳng hạn. Sau Thiếu Nữ Toàn Phong, Bạch Kính Đình có một số phim gây chú ý với khả năng diễn xuất chắc tay như Hạ Chí Chưa Đến, Hoàng Quyền, Sơ Thần Là Tôi Cố Ý Lãng Quên Cậu, Vinh Quang Bình Phàm. Còn lần này, nam thần Bạch Kính Đình lột xác với vai đặc cảnh uy phong trong phim Em là Thành Trì Doanh Lũy của anh. Câu chuyện tình cảm giữa hình khắc lũy và Mễ Kha luôn gắn liền với công việc, song hành với những thời khắc sinh tử trên con đường đi đến thành công. Sau tất cả, hai người cùng nhau vượt qua khó khăn và trao nhau thứ tình cảm nồng nhiệt nhưng vô cùng nhẹ nhàng, lãng mạn. Bộ phim thường được gắn với cái tên Hậu Duệ Mặt Trời Bản Trung do cũng cùng nội dung về cặp đôi quân nhân và bác sĩ, nhưng thực tế, nguyên tác Em là Thành Trì Doanh Lũy của anh đã được Mộc Thanh Vũ viết trong hệ liệt quân nhân và được xuất bản từ năm 2013. Mã Tư Thuần từng nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất, nhất là sau khi nhận giải ảnh hậu Kim Mã cho bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh, đóng cùng Châu Đông Vũ. Mã Tư Thuần có gương mặt thanh tú, khí chất tươi tắn, tự nhiên, nụ cười dễ làm tan chảy trái tim người khác. Trong bộ phim này, cô vào vai một bác sĩ hết lòng vì người bệnh, đầy lòng nhân ái và trái tim quả cảm. Diễn xuất của nàng ảnh hậu Mã Tư Thuần khiến người xem không khỏi đồng cảm với nữ bác sĩ Mễ Kha với nụ cười tỏa nắng. Ở ngoài đời, anh chàng có gương mặt khá thư sinh nhưng lại sở hữu thân hình phụ huynh trần sóng múi cực hợp với nhân vật chàng quân nhân tài năng, dũng mãnh. Trong khi đó, chủ nhân giải Kim Mã Mã Tư Thuần vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xứng đôi với đàn em kém tuổi. Cả hai còn liên tiếp thể hiện phản ứng hóa học cực tốt, khiến khán giả không khỏi suýt xoa.